cho mình á, dạ, cây cỏ mực á hả ông Tư? cây cỏ mực không à, Dạ. rồi con gọi là hãm thuốc để vô ly cối, con chế nước sôi con quậy rồi cho nó lắm uống, cầm lại liền quậy sành sạch vậy đó cho bệnh nhân uống, gọi là trị bệnh đừng bà bị rong kinh. Dạ, vì là cây cỏ mực mình đốt thành than hả ông Tư? Đốt thành than hết, Là cây thân rễ gì cũng được chứ hả ông cây Tư? rễ nhỏ. Chào các cô chú anh chị, hôm nay mình đang có mặt tại nhà của ông Tư, ông Tư Đền, thầy thuốc rắn ở xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thì ông ở cũng gần với cái núi Voi, ở chợ Voi. Thì mọi người có ai đến đây tìm ông để xin thuốc hoặc là trị bệnh gì đó thì đến chợ núi Voi hoặc là chợ Vĩnh Trung thì hỏi ông Tư Đền, ai cũng biết ở gần núi Voi. Hôm nay mình đến mình thỉnh thuốc diêm son cho anh Chiến ở Cần Thơ đó. Thì ảnh có nhờ mình đi thỉnh giùm. Chào ông Tư. Dạ, khỏe không Tư? Dạ. Ông trời cũng hơi mệt, đi bắt tư gái con mới mất. Dạ. Bữa nay mở cửa mở cho bà nè. Dạ. Ý bữa hổm còn lên thấy mà bà Tư đi đâu đó ông Tư? Đi bệnh viện. Dạ. Bệnh viện mới chạy bà nè. Dạ. Được 3-4 ngày rồi bà mất, bữa 29. Dạ. Bữa thứ hai. Dạ. Thằng gì nó ở trên cây mít đó, nó tìm được cái thằng bệnh rắn đó rồi, nó ngày mai nó xuống. Dạ. Ngày mai nó bệnh nó xuống đây. Dạ. Bị rắn cắn hả ông Tư? Bị rắn cắn mà nó chạy nó bị nặng lắm, mà giờ nó còn vẫn mang cái vết tật đó. Dạ. Hôm qua nó xuống nó nói bác là bác sĩ cắt gân với tên rồi giờ si còn que nữa nè. Dạ. Cắt coi như rồi bị có tật luôn rồi. Tật rồi. Dạ. Hôm nay có anh Chiến ở Cần Thơ đó ông Tư. Ừ. Gửi mà biếu ông 200.000. Chiến đài Cần Thơ hả? Chiến, anh Chiến ở sống ở Cần Thơ. Dạ, rồi ảnh nhờ con thỉnh giùm ảnh ít bịch thuốc diêm son á ông Tư. Thuốc diêm son á. Hồi nào giờ nó có trị chưa? Dạ con cũng không biết nữa. Con có số điện, con điện nó phải, nếu nó chưa có trị phải chịu cực lên đây. Dạ. Để hướng dẫn cách sử dụng cho dạ. Nó đúng. Dạ. Chứ nói dụ bây giờ như hút phì phà như bác cháu mình hút nó đâu có kết quả gì đâu. Dạ. Vậy là sử dụng lúc giống như là lúc ông chỉ cho con lúc trước đó hả ông Tư? Hút khói vô miệng mình ngậm môi kín lại. Dạ dạ dạ. Vậy là con biết rồi, con về con hướng dẫn cho ảnh làm được á. Bị ảnh ở Vũng Tàu lận, hiện giờ ảnh ở Vũng Tàu lận quá xa. Cái vụ mà xin thuốc giùm này thì nó khó lắm, căng lắm con. Dạ. Thành ra nó phí thuốc mà nó không có đem kết quả lại cho bệnh nhân. Dạ. Bây giờ gửi cho ảnh trước một mà bịch thử ảnh dùng thử coi coi thế nào rồi bị ảnh đi làm tới Vũng Tàu rồi. Rồi có thể ảnh đi về ảnh Chiến. Mày tính ở bên Mỹ người ta còn đi vô tới đây ta tìm tao Canada phải đi đi 2-3 chuyến máy bay. Dạ. Yeah. Máy bay đâu qua bên gì rồi mới đáp đó, Đài Loan hay gì đó. Dạ. Yeah. Lấy nhiên liệu rồi nó mới bay đi đâu nữa rồi nó mới bay vô tới Sài Gòn. Dạ. Yeah. Về 2-3 chập máy bay. 2-3 chập máy bay đó. Dạ. Yeah. Nó còn tìm vô tới bác. Dạ. Yeah. Vậy là phải kêu ảnh đi về đây gặp ông Tư. Đúng nhất. Dạ dạ. Đây con năm con cũng biết qua vấn đề bệnh thì phải tặng thầy thứ nhất là kiên cử ăn uống. Dạ. Yeah. Là cái mốc quan trọng. Dạ. Yeah. Thứ hai là mình hướng dẫn cách thức sử dụng. Dạ yeah, dạ. Yeah. Dạ. Nó quan trọng. Anh Chiến có gửi biếu cho ông Tư 200.000.
Dạ, em con gọi. Bệnh nãy đó hả? Dạ, 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 dạ. Bất từ cảm ơn đó, nãy không nói. Ông nói cảm ơn đi nữa, con về con đăng video. Bất từ đó. Cảm ơn Chiến nha, Chiến. Nó mà ngành gì con? Dạ con không biết nữa, bị con không có hỏi. Ảnh coi trên YouTube rồi thấy ông Tư đó, rồi ảnh mới chịu. Thiếu diện nhỏ đệ tử bác nó ở Canada, nó tìm tao mà nó tới Châu Đốc mình tối rồi, nó vô chùa Bà Núi Sam nó cúng rồi nó nghỉ đó. Dạ. Rồi con biết xe ôm sáng từ chùa Bà Núi Sam vô đây nó ăn người 500 ngàn, nó nói khó kiếm nhà ông lắm. Tàn phẹt có gì dữ gì, nó đục cũng đục vừa vừa, đục cái này nó đục quá nè. Từ nhà bạn chạy vô tới chợ Vĩnh Trung quẹo xuống đây có 2 cây mấy số tới rồi. Thì bởi vậy. Đi đường thẳng không nữa. 2 cây số à, từ ngoài vô đây bệnh nhân ta vô hoài, nó dạ. Có 50 ngàn bạc hơn. Dạ. Mà nó quất một người vậy nó 500 ngàn. Trời ơi. Nó nói nó dẻ, bị hai nhỏ hay dòng dân dạ. Nước ngoài mà. Dạ, nó không biết. Cũng như thuốc viêm son này là ông Tư đi mua về bào chế hay sao ông Tư? Đệ tử anh con, nó, anh em con ở Vũng Tàu nó gửi về. Dạ. Bây giờ thuốc này là ở Vũng Tàu nó mới có. Dạ. Ở trong mình nó không có. Phải sử dụng cái loại cây cổ thụ mà lại cây quý nữa. Dạ. Rồi về ông mới bào chế ra hả ông Tư? Mới bào chế ra cháu. Dạ. Cái bài thuốc này tao học thì đã từ lâu rồi. Dạ. Yeah. Học của ông nội hồi trước lâu lắm rồi. Nhưng mà tao ít trị cho ai lắm. Dạ. Yeah. Có kỳ thằng Minh hay thằng Nhật gì nó mới thúi lỗ mũi nó mổ đó. Nó trị nó mới quảng bá. Dạ. Yeah. Vậy là tôi từ vậy là ông mới có trị chừng năm nay gì hả ông? Không có. Cũng 40 năm rồi. Không có cái thuốc viêm son mới có. Cũng mà... 40-50 năm nay nhưng mà bác không có quảng bá, không có lên YouTube này. Dạ. Yeah. Không có tiếp liên hệ với tụi cháu. Dạ. Yeah. Vậy là mới lên YouTube khoảng năm nay thôi. Thì đâu có 2-3 năm nay rồi chứ. Dạ, 2-3 năm rồi. Quay 2-3 năm. Dạ. Yeah. Chứ thằng gì ở đài truyền hình Cần Thơ mình chứ. Dạ. Yeah. Thằng Phong ở đài truyền hình An Giang mình. Dạ. Yeah. Cho nên người ta biết nhiều hay không Tư? Ờ, con cháu mới biết nhiều lợi. Năm đó trên Cần Thơ nó đăng bên đài, nó đăng TV đài VT1, VT2 gì đó. Dạ. Yeah. Cái gì đó nó đăng lên đài truyền hình đó. Rồi nước ngoài nó coi, nó biết, nó vô luôn. Dạ. Yeah. Rồi ông Tư thường thường là ở đây ông chỉ rắn cắn, rồi viêm son, rồi bệnh gì nữa ông Tư? Thì những bệnh đau nhất rồi kia mấy bệnh đó là phụ thuộc. Dạ. Yeah. Vì phụ thuộc là gì? Thuốc của người ta. Dạ. Yeah. Bác lại đây con cháu bệnh vậy, biết bác vậy bị đây là cũng như cái điểm, cái gốc. Dạ. Yeah. Lại nói bệnh vậy bác cho người ta. Dạ. Coi như là thuốc thì ông Tư là cho người ta. Cho nó không miễn phí chứ không có lấy tiền. Dạ. Nhưng mà nói không lấy tiền thì mình nói dối. Dạ. Tùy lòng con cháu muốn cho không cho thôi. Dạ. Còn ai có lòng hảo tâm á thì giúp ông Tư để mình mua thuốc men để về bào chế. Còn dạ. Không có thì thôi. Dạ không có là thôi. Chứ không có nói cái giá cả cái gói thuốc này 500 ngàn gì không có. Dạ. Bác từ ngày làm thuốc tới giờ nếu mà bác theo người ta đó bác đâu có nghèo. Dạ. Yeah. Ta biểu hợp tác với người ta để mình chế bào thuốc, bào chế thuốc để bán. Dạ. Yeah. Không đâu. Cái nhà thuốc gì trên Sài Gòn ông này cũng lớn lắm. Vậy ông Tư chỉ làm phước giúp người thôi. Đúng, bác yeah. Nguyện trong lương tâm cái tuổi đời của bác cũng sống bao nhiêu thì sống. Nhưng nó làm thuốc bán thì bác tuyệt đối bác không làm. Dạ. Yeah. Chứ nếu nội thuốc viêm son thì nội thuốc nhức răng thôi. Nói dụ vậy. Dạ. Thuốc nhức răng hay dời thì cái dời con nằm bệnh viện cũng tốn tiền dữ lắm. Dạ. Lên đây bắt cái đồ quỷ này mà ăn tiền ông bạc ai. Dạ. Thì bác ấy thuốc men bắt giặt lát hết à. Dạ, vậy là bệnh dời ông Tư trị luôn.
Thì mấy cái bệnh lặt vặt đó con, giờ giắt khăn này con thấy thì Tây Y nó trị được. Dạ dạ đúng rồi. Giờ đó nó giết người, giờ tưởng rồi đó. Dạ dạ. Nó giết người mau lắm, quyết giận. Với giờ cái bệnh mà giận con gu đó không biết, không có ông người vẽ đâu. Trên tao kiếm trên này, tao dặn tụi nó đồng tràm kiếm tao tổ ông người vẽ. Trừ cái bệnh mà đạn khóa, đạn nó ăn đớ lử, thục lử, chết đó con. Dạ. Yeah. Ăn uống được đạn đó. Con biết mấy người bệnh vậy rồi, bệnh gì không? Bệnh khẩu nghiệp. Dạ. Yeah. Nói năng không lời lẽ, không có minh chánh, thành ra ôn thận ghét, giặt cho chết. Dạ, yeah, bị thục lử luôn hả ông Tư? Hồi nó ăn họng hậu con ấy, dưới sĩ tẩu mã nó ăn rớt răng ra hết. Yeah. Dạ. Bệnh đó ông trị hết luôn hả ông Tư? Bác trị được. Dạ. Yeah. Nhưng mà phải đến đây cho ông trị mới được. Đúng. Dạ. Yeah. Bác nói con bị rằng bạn con hồi nãy bị nó nói có vô đây nó trị rồi được. Dạ. Yeah. Chứ thuốc bác thì nó không phải quý như thuốc Tây nước ngoài gỡ gì à. Dạ. Yeah. Nhưng mà không có bệnh làm sao con trị. Dạ yeah, dạ. Yeah. Phải coi bệnh mới được. Phải coi bệnh, yeah. Rồi hướng dẫn cho người ta sử dụng. Dạ. Yeah. Rồi cách thức kiên cử là quan trọng. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Phải hết. Lời bác đây nè, có người không dám nói chuyện bác. Nó thúi á. Bị viêm mũi á. Dạ. Vì là mấy người viêm mũi mà nặng nó bị hầu dữ lắm hả ông Tư? Trời ơi, có gì mà thúi bằng con người mình con. Dạ. Yeah. Bị bù lon inox nó ăn nấu ăn không được, chứ ăn được nó cũng nấu ăn luôn, mình ăn tạp lắm. Dạ. Yeah. Giết người vì con hồi nào giờ con chưa có thấy mấy người mà bệnh viêm xoang nặng nữa, con chưa biết. Giờ bác nói con thằng Nhật thằng Minh gì đó nó thúi rồi nó mổ đi mổ. Dạ. Yeah. Bị nói là giáo viên nó dạy. Yeah. Cấp 2 trường yeah. An Giang mình nè. Dạ yeah, vậy là thằng Nhật. Nhật nó mổ rồi mà gì không hết thì mấy nguyện giái nó cũng ăn tương ăn gì đó. Dạ. Yeah. Đi núi cấm nó lại cúng trên núi cấm ta mới chỉ. Dạ. Yeah. Bị tao trừ cho những thằng trên núi cấm nó cũng thúi hô vậy đó. Dạ. Yeah. Nó chỉ xuống đây nữa. Mới hút nửa điếu nó cầm điện thoại mày cũng phóng xuống cầu thang nó la làng tao nói mày báo tao rồi chứ tao trừ nhiều năm lắm rồi, mấy chục năm nay tao đâu có nói. Dạ. Yeah. Con cháu nào có bệnh biết rồi lại đây bác giúp. Trong khả năng hiểu biết của bác chứ mày làm gì rồi tao con đó. Dạ yeah, cây có mực đó hả ông Tư? Cây có mực không à. Dạ. Yeah. Rồi con gọi là hãm thuốc để vô ly cối con chế nước sôi con quậy rồi cho nó lắm uống cầm lại liền. Quậy sành sạch vậy đó. Cho bệnh nhân uống gọi là trị bệnh đừng bà bị rong kinh. Dạ, yeah. Vì là cây có mực mình đốt thành than hả ông Tư? Đốt thành than hết. Là cây thân rễ gì cũng được chứ hả ông cây Tư? Cây rễ nhổ hết. Dạ, yeah, rồi đốt thành than rồi. Ừ. Đầu để vô cái ly nước. Ừ, con để vô ly nước mình gọi là hãm thuốc đó. Dạ. Yeah. Để vô cái ly cối mình chế nước sôi vô mình quậy. Dạ. Yeah. Để cho cái cối sức nóng thuốc nó tan. Dạ. Yeah. Quậy sền sệt thì con cho bệnh nhân uống chút xíu nó cầm máu. Uống luôn sát rồi trơn luôn hả ông Tư? Uống luôn sát hồn cỏ mực cũng mát. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Là chút xíu cầm liền hả ông Tư? Cầm liền. Mà nó không lợi cây ngó bần. Cây ngó bần là cây gì ông Tư? Ở xứ mình đâu có cây bần. Dạ. Cây ngó bần nó mò ở dưới đó, rồi nó lên mặt đất nó dựng đứng. Dạ lên mặt dạ. Đất là cây bần ở biển. Ờ dạ. Nó biển nước mạnh nước ngọt. Dạ. Cây đó cũng đốt đi làm cái gan vậy hả gì sao ông Tư? Ngó bần gọi đốt con sắt. Sắt kẹo là uống cầm máu liền. Nó hay nhất là cầm máu của phụ nữ rong kinh. Dạ. Ngó bần. Dạ. Còn đừng bà bị chẩn huyết máu rồi này kia trong cái bài thuốc của Đỗ Tất Lợi có bài thơ đó. Dạ. Yeah. Nhan trần ít mẫu đi đâu để cho gái đẻ đến đâu thế này con cho người ở người bệnh đẻ đó. Dạ. Yeah. Uống nó không có đau bụng. Dạ. Yeah. Chỉ nhan trần với ít mẫu thôi. Mấy cái nhà thuốc nam người ta có đất người ta hay trồng mấy cái đó thiếu gì. Dạ. Yeah. Sắc cho uống trước. Bác có cây sa la đó. Cái bông sa la này nè, trước khi đẻ nửa tháng con chưng. Dạ. Yeah.
mình bóc bóc về chân cách thủy để một cục đường vàng bằng ngón tay cái mình để vô đó con chân uống trước nửa tháng nửa đẻ như gà. Dễ đẻ hả ông? Dễ đẻ, nó không đau bụng. Dạ. Yeah. Thì con cũng nghe người ta nói vậy, cây sa la trồng ở chứ mấy cái chùa Khmer nhiều lắm. Ừ. Dạ. Yeah. Mà nghe người ta nói gì nữa không có không Tư? Con nghe người ta nói cái cây nào có trái là không sử dụng được. Không phải. Nói lại. Yeah. Nó có cây đực, cây cái. Dạ. Yeah. Cây đực nó không bông, không trái luôn. Mà cái cây tao trồng bông một cái, không có cây nào bằng. Mà không có trái hả ông Tư? Có trái. Có trái mấy đợt đầu à, có trái được hai đợt. Yeah. Lần đầu tiên nó được năm trái, có trái nó bự như trái dừa mình vậy nè. Yeah. Rồi năm sau có trái một, yeah. Tới giờ không có trái nào. Yeah. Thế như cái trái nó mình có sử dụng gì được không? Không có sử dụng gì, anh chín anh phú ình hay không? Như sao? Cái vỏ anh cứng cũng như trái quách, trái ấy, không biết. Yeah. Trái quách không? Dạ, yeah, dạ yeah, biết. Trời, mình bể đầu mình. Mà trong ruột không ăn được gì chứ không? Không ăn được gì, anh thúi ình của mày lại gần mà chịu không nổi đâu. Dạ. Yeah. Anh thúi như phân mình, yeah, chịu không nổi. Vì con thấy trên mấy cái cây sa la có cái trái nhiều dữ lắm mà con biết không biết ở trong ruột làm sao. À, cái chùa gì Vũng Tàu đó trái đùm. Dạ. Yeah. Mà bác ngộ tự nhiên anh em mày nó cao quá, nó rủ rụng lá nóc nhà nó lôi cương cắt ngang đột bỏ. Thì cái đời của bác đâu có sống thọ đâu mà ngăn cản em út con. Yeah. Nó còn tuổi trẻ, nó sống lâu dài, nó cắt. Mình cản nó bây giờ nữa mình chết nó cũng cắt à. Yeah. Thì cái ý nó tính rồi. Yeah. Thành ra giờ bác không cản. Thuốc men tao trồng nó nhổ nó dục nó nuôi ba cây kiển, con làm gì được con làm. Như ông Tư hồi lúc là hồi xưa là ông đi săn là ông đầu ông vừa đi săn là vừa học mà thuốc luôn hả ông Tư? Biết thuốc trị bệnh luôn. Trước rồi. Trước luôn hả ông Tư? Trước. Dạ. Yeah. Thời kỳ con người mình trưng chiên lắm con. Dạ. Yeah. Dùng con nó tao rành lắm. Dạ. Yeah. Tao có ở đó lâu lắm. Bởi tao là hòa hảo nhưng mà tao vô nhà thờ tao đọc kinh mà không biết tao đạo hòa hảo đâu. Dạ, yeah. Ông đó ông thuộc kinh bên công giáo luôn hả ông Tư? Sao cậu, vì hồi đó còn nhỏ đi ở đợi cho công giáo. Dạ. Yeah. Giữ bò nuôi này kia cho người ta. Thành ra cái ông già nuôi ta, ông cũng có chức phận trong nhà thờ lớn lắm. Dạ. Yeah. Ông dắt tao đi rửa tội rửa đội này kia. Mình làm tội mà sao Chúa lãnh nổi. Dạ. Yeah. Chúa cũng cái thân như mình vậy mà. Cả triệu, cả trăm ngàn triệu ức con người làm sao mà ổng lãnh nổi tội. Yeah. Đủ thứ tội. Bởi vô nhà thờ mà thứ nhất là tội dâm dục. Yeah. Con ấy với hiếp dâm rồi này kia, ông cha ổng thò tay ra ổng quýnh cắm đầu luôn. Yeah. Dành cái tội đó. Cho là con làm đúng. Yeah. Ví dụ vậy đó, rồi cãi giả nhau, mít lòng chứ không có gì. Yeah. Ai còn chi... cái chuyện mình làm đúng người ta cho mình làm sai. Yeah. Ai chi gì khỏe cứ làm. Ừ, sao mới biết ai phàm ai thánh. Yeah. Sau này khi ông ân lập lại ra Phật lọc lừa mới biết. Yeah. Với ai còn ai mất. Còn là thánh nó con mất là tiêu. Đời sau này nói cái con người sống ung dung lắm nhỉ. Yeah. Như sau này những người mà tu mà được có phước đức thì sao được dự hội Long Hoa không Tư? Ai tới đó là chắc ăn rồi. Dạ. Từ thánh, tiên, Phật. Dạ. Ai có phận Phật thì Phật tiếp dẫn xuống rước. Dạ. Ai bên thánh thì có các vị thánh xuống rước. Ai dạ. Tiên thì có tiên xuống rước. Về cũng có phàm phu. Yeah. Những người tu yếu ấy này kia Phật cũng vớt hết. Yeah. Phật đâu có giận mình đâu cháu. Yeah. Mình giận Phật. Lợi giái cúng trái cây hoài lại cúng vài tấm vé số ổng không độ giận. Phật mà đâu có độ trúng số. Có nhiều người lắm nhé. Yeah. Chỉ độ mình tu hành thôi chứ đâu có độ trúng số.
Phật chỉ cho bác cháu mình niệm Phật làm hiền. Dạ. Mà mình không làm hiền nó nói Phật không linh sao được. Dạ. Rồi giái hoài không linh. Chừng trúng số cái mua heo quay rồi lại chùa cúng ai ăn. Dạ. Phật đâu có ăn của mình. Mà Phật đâu có ăn thịt ăn cá gì đâu. Dạ. À, trái cây rồi này kia Phật đâu có ăn. Phật là đứng vô hình mà sao mà ăn. Cúng heo cúng gà là bên tà nó ăn. Bên thần tú á con. Dạ dạ bên thần tú. Tao đạo Phật tao ngăn. Dạ. Thành thật cái cháu. À, cha mẹ ông bà quá giảng gì cúng mà bác cúng tương không à. Dạ. Còn con cháu mấy bay muốn nhậu nhẹt gì cái đó là quyền của mấy bay. Muốn ăn cái gì tao không cấm nào hết á. Ăn nhậu sao đó cái đó là quyền của con cháu. Cứ ăn cứ nhậu. Dạ. Yeah. Để kỷ niệm ngày ông bà quá giảng hay gì đó con nói mần dọn bàn thờ cúng làm được. Dạ. Yeah. Tao chỉ tao hủ rau cỏ rồi kia tao dọn. Con cũng vậy thờ ông nội bà nội con tới ngày giỗ ông nội bà nội con cúng chay không à. Quải đơm cúng tế lệ xưa nay Đức Huỳnh giáo chủ ông có cái bài thi đó, sát vật trâu heo đứa mị bài. Dạ. Con thấy ông kẻ chết cho ăn si khó hiểu người còn bạc đãi lạ lùng thái. Dạ. Cha mẹ còn sống không cho ăn không tới lui thăm chết rồi cái trúng số cúng. Dạ. Heo cúng bò ai ăn. Nhiều người nói lúc chết cái mà là lo trả hiếu lúc sống không lo trả hiếu đi tới chừng đợi chết cái lo trả hiếu nó trả gì được nữa. Bởi ngày qua bắt mấy thầy mấy đứa nó. Dạ. Đứa này nó đứa kia không tới lui thăm không nuôi cha mẹ tôi nó thằng nào đi chùa nhiều thì Phật độ nhiều nào đi chùa ít Phật độ ít. Dạ. Chứ không có gì cha mẹ tụi con giờ có đứa nào không có gia đình vợ con hết rồi. Dạ. Phải lo con gạo nuôi nó không nuôi nó đi kiếm thằng khác mới không phải thất sở đó. Tao nói vậy thôi tao. Trong nhà mình cha mẹ mình là Phật sống nè đầu tiên hết. Ừ. Con dạ. Không tưởng thì tưởng vô chùa con cúng gì. Dạ vô chùa thí dụ như giờ cái món đồ đó mà đem từ nhà không cho cha mẹ ăn. Không cho cha mẹ ăn tới chùa cũng Phật không dám nhận. Mấy thằng thầy làm biếng ăn. Dạ Phật cũng không dám nhận luôn. Bởi vì ở nhà Phật không cho Phật ở nhà ăn làm sao Phật ở chùa dám ăn. Đâu có cái ơn nào nặng hơn cái ơn sanh thành dưỡng dục đâu con. Dạ dạ. Mẹ của cháu 9 tháng cu mang 3 năm ổng bồng nhiều khi dạ. Mang tật mang nguyền ẩm mày suốt đời. Dạ dạ dạ. Tại cái nghiệp mỗi người. Ít có ai làm tròn chữ hiếu lắm cháu. Dạ. Chỉ có ngài Mục Kiền Liên đó ngài mới được cái vị Bồ Tát hoặc tổ chứng cho ngài. Dạ. Ơi. Dạ con cũng xin phép ông Tư con về. Dạ dạ chúc ông Tư nhiều sức khỏe. Bác cảm ơn. Dạ dạ. Vì bác có công chuyện. Dạ, dạ. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu có nhà thứ hai like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều. Tại vì hôm nay mình về sớm là do ông Tư có việc mở cửa mã cho bà Tư. Bà Tư mới mất hôm nay là ngày thứ ba mở cửa mã. Cho nên không có tiếp khách nữa đó cả nhà. Thì mai mốt mới tiếp khách. Đây là giường thuốc của ông Tư. Hai bên luôn. Rồi con của ông Tư cũng có chồng mai kiển rồi kia cũng chút đỉnh vô rồi. Nhà đó là nhà ông Tư sống một mình. Rồi con của ông Tư sống kế bên, không có mấy người con trai.